Xin chào quý vị và các bạn. Trái ngược với những quốc gia yên bình, thơ mộng trong những video trước, ngày hôm nay, Lăng Kính Kỳ Thú sẽ đưa các bạn đến thăm một quốc gia châu Phi với thiên nhiên hoang dã và tinh thần vươn lên mạnh mẽ của người dân chống lại nạn phân biệt chủng tộc, đó chính là Nam Phi. Nam Phi có diện tích khoảng 1.220.000 km2 với dân số 60 triệu, là quốc gia lớn thứ 25 trên thế giới về diện tích, nằm ở cực nam của châu Phi, giáp với Ấn Độ Dương và Đại Tây Dương. Nam Phi có đường bờ biển dài khoảng 2.500 km. Địa hình của quốc gia này rất đa dạng, bao gồm các dãy núi cao, thảo nguyên rộng lớn và các khu vực sa mạc. Đỉnh cao nhất là núi Drakensberg với độ cao khoảng 3.482 m. Chính địa hình phức tạp ấy đã tạo nên sự đa dạng cho khí hậu nơi đây. Khu vực ven biển phía đông có khí hậu cận nhiệt đới, trong khi vùng nội địa có khí hậu khô cằn và bán sa mạc. Mùa hè từ tháng 11 đến tháng 3 thường nóng và mưa, còn mùa đông từ tháng 6 đến tháng 8 thường mát mẻ và khô. Rất nhiều người vẫn còn e dè khi đến thăm các quốc gia châu Phi vì lo sợ khí hậu khắc nghiệt, nhiều vấn đề về an ninh trật tự. Thế nhưng, Nam Phi lại nhận được rất nhiều lời khen ngợi, không chỉ bởi cảnh sắc ấn tượng mà còn bởi nhiều điều kỳ thú, độc lạ khác mà có thể các bạn chưa biết. Chúng tôi sẽ tiết lộ những điều đó ngay sau đây. Một, lịch sử thăng trầm gắn liền với chế độ phân biệt chủng tộc. Nhắc tới Nam Phi là nhớ tới chế độ phân biệt chủng tộc và tên tuổi của Nelson Mandela, người gắn với lịch sử đấu tranh chống phân biệt chủng tộc của Nam Phi nói riêng và của thế giới nói chung, biểu tượng của tự do và bình đẳng. Chế độ phân biệt chủng tộc được biết đến với tên gọi Apartheid là một hệ thống phân biệt chủng tộc chính thức được thực hiện tại Nam Phi từ năm 1948 đến năm 1994. Đây là một giai đoạn đen tối trong lịch sử Nam Phi, khi chính phủ thi hành chính sách phân biệt nghiêm ngặt dựa trên màu da. Từ Apartheid trong tiếng Hà Lan dùng ở châu Phi có nghĩa là sự riêng biệt. Nó miêu tả sự phân chia chủng tộc giữa thiểu số người da trắng và phần đông dân số người da đen. Theo Apartheid, các quyền, các hiệp hội và các phong trào của đa số dân da đen và các nhóm dân tộc thiểu số khác đã bị cắt giảm và luật thiểu số của người da đen được duy trì. Trước khi Apartheid chính thức bắt đầu, các chính sách phân biệt chủng tộc đã tồn tại dưới hình thức không chính thức từ thời kỳ thuộc địa Hà Lan và Anh. Đến năm 1948, Đảng Quốc gia lên nắm quyền và bắt đầu thực thi chế độ Apartheid một cách có hệ thống và pháp lý. Ban đầu, luật Apartheid sắp xếp người dân theo 3 nhóm chủng tộc chính: người da trắng, người Bantu hay người châu Phi da đen, người da màu hay người có nguồn gốc Lai. Về sau, người châu Á, Ấn Độ và Pakistan cũng được bổ sung thêm thành nhóm người thứ tư. Luật lệ Apartheid xác định quyền hạn, nghề nghiệp và nền giáo dục mà mỗi nhóm người được hưởng. Từ năm 1960 đến năm 1983, 3,5 triệu người Nam Phi không phải da trắng đã bị đuổi khỏi nhà của họ và buộc phải vào các khu dân cư tách biệt. Đây là một trong những dịch vụ chuyển dân cư số lượng lớn nhất trong lịch sử hiện đại. Phần lớn, đất đai thuộc về người da trắng, các trường học, bệnh viện và các dịch vụ công cộng khác đều bị tách biệt và người da đen phải chịu những điều kiện kém hơn rất nhiều so với người da trắng. Hơn thế, người da đen và các dân tộc không phải da trắng bị tước quyền bầu cử và không được tham gia vào các cơ quan chính phủ. Apartheid gây ra sự phản kháng và bạo lực mạnh mẽ trong nước, đồng thời làm quốc tế thực hiện cấm vận vũ khí và thương mại lâu dài đối với Nam Phi. Từ những năm 1950, một loạt các cuộc nổi dậy và phản đối đã bị đàn áp bằng việc cấm và bỏ tù các nhà lãnh đạo chống phân biệt chủng tộc. Nelson Mandela, một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất, đã bị bắt giam suốt 27 năm vì các hoạt động đấu tranh của mình. Khi tình trạng bất ổn lan rộng và trở nên căng thẳng hơn, hoạt động quân sự tiếp tục leo thang. Các tổ chức nhà nước đã đáp trả bằng bạo lực, cùng với các biện pháp trừng phạt cộng đồng quốc tế áp dụng cho Nam Phi. Điều này đã làm cho chính phủ ngày càng khó khăn để duy trì chế độ. Cải cách phân biệt chủng tộc trong những năm 1980 đã không dập tắt nổi sự chống đối. Vào năm 1990, Tổng thống Frederick William de Klerk bắt đầu đàm phán để chấm dứt phân biệt chủng tộc. Đỉnh cao là cuộc bầu cử dân chủ đa sắc tộc vào năm 1994 với chiến thắng của Đại hội Dân tộc Phi do Nelson Mandela lãnh đạo. Tuy vậy, những hệ lụy của phân biệt chủng tộc vẫn còn ảnh hưởng đến chính trị và xã hội Nam Phi. De Klerk đã bắt đầu quá trình xóa bỏ phân biệt chủng tộc với việc trả lại tự do cho người cố vấn của Mandela và một số tù nhân chính trị khác trong tháng 10 năm 1989. Mặc dù việc bãi bỏ chính thức Apartheid được thực hiện trong năm 1991, những người không phải da trắng vẫn không được phép bỏ phiếu cho đến năm 1993 và kết thúc thực sự của Apartheid được coi là kể từ năm 1994
với cuộc tổng tuyển cử dân chủ. Mặc dù cơ sở pháp lý cho chủ nghĩa apartheid không còn, nhưng sự bất bình đẳng về chính trị, kinh tế và xã hội giữa những người da trắng và người da đen ở Nam Phi vẫn tiếp tục tồn tại. 2. Là nền kinh tế phát triển nhất châu Phi. Nam Phi có nền kinh tế phát triển nhất châu Phi và được coi là một trong những nước có nền kinh tế mới nổi. Quốc gia này giàu tài nguyên khoáng sản, đặc biệt là vàng, kim cương, platinum và các loại khoáng sản quý khác. Ngành khai thác mỏ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế của Nam Phi, chiếm một tỷ lệ lớn trong GDP và xuất khẩu của quốc gia này. Ngoài khai thác mỏ, Nam Phi còn có một nền công nghiệp đa dạng và phát triển. Các ngành sản xuất và chế biến thực phẩm, hóa chất, ô tô và dệt may đều đóng góp quan trọng vào nền kinh tế. Nam Phi là trung tâm tài chính lớn nhất châu Phi, với Johannesburg là trung tâm tài chính quan trọng nhất. Thị trường chứng khoán Johannesburg là một trong những thị trường chứng khoán lớn nhất và phát triển nhất trên thế giới. Nông nghiệp cũng là một ngành kinh tế quan trọng với các sản phẩm chính bao gồm ngũ cốc, trái cây, rượu vang và gia súc. Nam Phi là một trong những nước sản xuất rượu vang hàng đầu thế giới. 3. Có đến 11 ngôn ngữ chính thức. Khi đến Nam Phi, bạn chắc chắn sẽ nhận thấy sự đa dạng về ngôn ngữ. Có nhiều nền văn hóa và ngôn ngữ tại đất nước này và thực sự có đến 11 ngôn ngữ chính thức được công nhận trong hiến pháp của Nam Phi. Đó là tiếng Anh, tiếng Nam Phi, tiếng Ndebele, Pedi, tiếng Soto, tiếng Swazi, Venda, Songa, Swana, Xhosa và Zulu. Không có quốc gia nào khác công nhận nhiều ngôn ngữ chính thức như Nam Phi. Zulu là phổ biến nhất, nhưng chỉ có 22% số người nói ngôn ngữ này. Cũng có những ngôn ngữ không chính thức thường được sử dụng ở Nam Phi. Năm 2023, Tổ chức Giáo dục Quốc tế EF Education First công bố bảng xếp hạng chỉ số thành thạo tiếng Anh EFEPI ở 113 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Nam Phi đứng vị trí thứ 9 và được đánh giá ở mức thông thạo rất cao. Đáng chú ý, Nam Phi liên tục xếp hạng cao hơn nhiều quốc gia châu Âu như Pháp, Phần Lan, Bulgaria hay Hungary. Ở khía cạnh lịch sử, bối cảnh ngôn ngữ của đất nước này được định hình sâu sắc bởi chủ nghĩa thực dân, đặc biệt là vào thời kỳ thuộc địa của Anh vào thế kỷ thứ 17. Tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chính thức trong thời kỳ này. Kết quả là tiếng Anh không chỉ trở thành ngôn ngữ quản trị, sử dụng trong kinh doanh, đời sống cộng đồng mà còn là phương tiện giảng dạy trong hệ thống giáo dục. 4. Đặc sản sâu bướm có giá đắt hơn cả tôm hùm. Rất nhiều người trong chúng ta nhìn thấy sâu là hồn bay phách lạc. Thế nhưng ở Nam Phi thì đây là một món ăn khoái khẩu. Bất chấp vẻ ngoài kinh dị, sâu bướm Mopane là món ăn ưa thích đầy bổ dưỡng của một bộ phận các nước miền Nam châu Phi. Thậm chí giá thành đắt đỏ không kém cạnh gì so với những món ăn nổi tiếng trên thế giới. Mopane, một con sâu bướm lớn thuộc loại Gonimbrasia bellina, thường được gọi là bướm đêm hoàng đế. Nó được đặt tên là Mopane vì nó ăn lá cây Mopane sau khi nở vào mùa hè và chỉ có thể được tìm thấy ở các quốc gia Nam Phi. Tuy vẻ ngoài trông có vẻ gớm ghiếc, nhưng loài sâu này được coi là nguồn protein dồi dào cho người dân nghèo châu Phi qua nhiều thế hệ và tới thời điểm hiện tại vẫn rất được ưa chuộng. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, sâu bướm Mopane có hàm lượng protein gấp 3 lần thịt bò. Ngoài ra, sâu bướm Mopane còn là một nguồn cung cấp đáng kể các chất kali, natri, canxi, phốt pho, magie, kẽm, mangan, đồng. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO, sâu bướm Mopane là một trong những sản phẩm tài nguyên lâm nghiệp nổi tiếng và quan trọng nhất về kinh tế của vùng rừng Mopane ở miền nam Zimbabwe, Botswana và miền bắc Nam Phi. Cụ thể, vào những năm 1990, hàng trăm tấn sâu bướm Mopane đã được xuất khẩu từ Botswana và Nam Phi mỗi năm. Ước tính, chỉ riêng Nam Phi đã buôn bán 1,6 triệu kg sâu bướm Mopane hàng năm. Ngành công nghiệp này tạo ra khoảng 8 triệu đô la Mỹ hàng năm cho khu vực này. Còn tại thời điểm hiện tại, người ta ước tính rằng 9,5 tỷ sâu bướm Mopane hàng năm được thu hoạch ở Nam Phi trên 20.000 km2 rừng cây Mopane. Số sâu bướm này trị giá 85 triệu đô la Mỹ. Trước khi trở thành món ăn thơm ngon, sâu Mopane phải được vắt sạch chất nhờn màu xanh trong người và phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Sau khi hoàn thành quá trình trên, thực khách có thể ăn trực tiếp chúng mà không cần phải qua chế biến. Hầu hết, người dân bản địa đều thích chiên loại thực phẩm này với cà chua, tỏi, đậu phộng, ớt và hành tây. Nếu là người dân bản địa, họ có thể ăn sống và tươi ngay khi vừa lấy từ trên cây xuống. Khi chúng còn tươi, chúng ít dai hơn và hương vị đặc biệt và độc đáo của chúng không bị pha loãng bởi các thành phần khác. Có thể đối với nhiều người, sâu bướm Mopane là một món ăn rùng rợn. Thế nhưng với mùi vị béo ngậy,
sâu bướm Mopane vẫn là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng đối với những người dân nghèo ở châu Phi suốt bao thế hệ qua. 5. Có công viên quốc gia rộng gần bằng nước Bỉ. Công viên quốc gia Kruger, diện tích 19.635 km2, gần 2 triệu hecta. Nổi tiếng thế giới là khu bảo tồn nhiều loài động vật hoang dã lớn nhất Nam Phi và rộng gần bằng Vương quốc Bỉ. Vườn quốc gia Kruger, nổi tiếng thế giới nằm ở phía đông bắc của Nam Phi và chạy dọc theo biên giới Mozambique ở phía đông, Zimbabwe ở phía bắc và biên giới phía nam là sông Crocodile. Công viên quốc gia Kruger được chia thành 14 khu sinh thái khác, mỗi khu hỗ trợ động vật hoang dã khác nhau. Đây là nơi sinh sống của rất nhiều loài động thực vật với số lượng vô cùng ấn tượng: 336 loài cây, 49 loài cá, 34 loài lưỡng cư, 114 loài bò sát, 507 loài chim và 147 loài động vật có vú. Sự tương tác của con người với môi trường qua nhiều thế kỷ, từ những bức tranh vẽ trên đá của người sống ở vùng hoang dã đến những địa điểm khảo cổ hùng vĩ như Mussolini và Tullamella, thể hiện rất rõ trong vườn quốc gia Kruger. Những kho báu này đại diện cho các nền văn hóa, con người và các sự kiện đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của vườn quốc gia Kruger và được bảo tồn cùng với các tài sản tự nhiên của công viên. Kruger là nơi hoang dã, tập trung số lượng tê giác và báo hoa mai lớn nhất hành tinh và cũng là nơi sinh sống duy nhất quần thể chó hoang châu Phi, loài đang có nguy cơ bị tuyệt chủng. Hơn thế, các loài động vật có vú cũng liên tục di chuyển qua các vùng lãnh thổ rộng lớn này để tìm kiếm thức ăn và nước uống. Loài voi tập trung chủ yếu tại sông Olifants, ranh giới giữa Bắc và Nam của Kruger. Ngoài ra, đồng cỏ trung tâm là nơi sinh sống của quần thể sư tử lớn nhất Kruger, cũng như những đàn ngựa vằn, trâu, linh dương, đầu bò và hươu cao cổ lớn nhất của nơi đây. Phía bắc của đập Enchehard cũng là một trong những khu vực chính của Kruger. Ở đây sử dụng mái tre để có tầm nhìn hoàn hảo cho việc ngắm nhìn các loài chim như là cò, chim ăn thịt, chim diệc đen quý hiếm và các loài diệc khác, loài ăn ong và loài chim pratinko có nguy cơ tuyệt chủng, cũng như đàn hà mã cư trú, cá sấu hay chim bìm bịp cùng với những chú sư tử đang rình mồi. 6. Nam Phi có 3 thủ đô. Nam Phi có tới tận 3 thủ đô khác nhau. Pretoria là thủ đô hành chính, Cape Town là thủ đô lập pháp và Bloemfontein là thủ đô tư pháp. Trên thực tế, 3 thủ đô của Nam Phi là những vấn đề còn sót lại từ lịch sử. 3 thủ đô này phân bố khắp đất nước và mỗi thủ đô đảm nhận những chức năng chính phủ khác nhau. Nhưng khi hỏi thành phố nào là thủ đô chính thì hầu hết người dân của quốc gia này đều trả lời là Pretoria. Pretoria nằm ở tỉnh Gauteng, phía đông bắc Nam Phi, gần thành phố Johannesburg, là thủ đô hành chính của Nam Phi, có tổng thống, nội các và nhiều cơ quan hành chính ở đây, đồng thời là trụ sở của đại sứ quán nhiều nước khác nhau. Cape Town, thủ đô thứ hai, nằm ở góc tây nam của Nam Phi, là trụ sở của cơ quan lập pháp Nam Phi, quốc hội và hội đồng tỉnh quốc gia, đồng thời là thành phố đông dân thứ hai ở Nam Phi. Quốc hội chịu trách nhiệm xây dựng luật pháp, chính sách quốc gia và giám sát chính phủ. Hội đồng tỉnh quốc gia cũng tham gia vào quá trình lập pháp, đặc biệt là các luật liên quan đến chính quyền địa phương và các vấn đề của tỉnh, đồng thời đại diện cho lợi ích của các tỉnh. Bloemfontein, thủ đô tư pháp của Nam Phi, nằm ở Free State, trung tâm Nam Phi, là trụ sở của tòa phúc thẩm cao nhất đất nước, có tác động đáng kể đến hệ thống pháp luật và tư pháp của Nam Phi. Vì Bloemfontein nằm ở trung tâm Nam Phi nên việc đặt cơ quan tư pháp ở đây là hợp lý nhất. Vị trí của Pretoria gần với thành phố lớn nhất đất nước, Johannesburg, và các phương tiện giao thông thuận tiện, cùng với lịch sử lâu đời là nơi đặt trụ sở của các đại sứ quán nước ngoài và các cơ quan chính phủ, khiến Pretoria trở nên thích hợp nhất để tiếp tục các chức năng hành chính của mình. Vì Cape Town đã có quốc hội từ thời thuộc địa nên đây là trụ sở của cơ quan lập pháp. 7. Sở hữu cung đường rượu vang dài nhất thế giới. Không phải Pháp hay Đức, mà chính là Nam Phi mới là nơi sở hữu cung đường rượu vang dài nhất thế giới. Trải dài từ Cape Town đến Port Elizabeth với tổng độ dài lên tới 850 km. Một điểm dừng chân đặc biệt trên cung đường này chính là thung lũng Constantia. Thung lũng Constantia nổi tiếng với việc sản xuất rượu vang chất lượng cao từ thế kỷ thứ 17. Những vườn nho xanh mướt kéo dài bên dưới những dãy núi vàng óng của Nam Phi tạo nên bức tranh hùng vĩ. Đến đây, du khách có cơ hội thăm các ngôi nhà rượu vang độc đáo và tham gia vào các chuyến tham quan vườn nho, các nhà máy để tìm hiểu về quy trình sản xuất rượu vang và thưởng thức những loại rượu ngon đặc biệt. Có niên đại từ năm 1685, Constantia
là vùng rượu vang lâu đời nhất ở Nam Phi. Tự hào với 10 khu sản xuất rượu vang từng đoạt giải thưởng và nhà máy rượu vang nhỏ. Khí hậu của khu vực này thuận lợi cho việc sản xuất rượu vang trắng, đặc biệt là Sauvignon Blancs. Nam Phi có lịch sử sản xuất rượu vang bắt đầu từ hơn 350 năm trước. Những người định cư ở Hà Lan và người Pháp theo đạo Huguenot đã mang cây nho từ quê hương của họ đến và thành lập những vườn nho để cung cấp rượu vang cho các tàu buôn của công ty Đông Ấn Hà Lan. Tận dụng đất đai màu mỡ, họ nhanh chóng áp dụng kiến thức trồng nho làm rượu vang và từ đó giúp hình thành ngành công nghiệp rượu vang ở Nam Phi. Vườn nho đầu tiên được trồng vào năm 1655 và vụ nho cổ điển đầu tiên được ghi nhận vào năm 1659. Kể từ đó, ngành nho của Nam Phi đã phát triển với hơn 10.000 nhà sản xuất, hơn một nửa trong số đó sản xuất nho làm rượu vang. Nhằm tạo điều kiện phát triển những nhân tài cũng như nghiên cứu các vấn đề xoay quanh rượu vang, nơi đây có hẳn một trường đại học công lập về rượu vang, trường đại học Stellenbosch, thuộc thị trấn Stellenbosch, tỉnh Western Cape, Nam Phi. 8. Lịch sử bóng đá cũng thăng trầm như lịch sử dân tộc. Số phận của bóng đá Nam Phi cũng thăng trầm như lịch sử chính trị sóng gió của quốc gia này. Tại hội nghị của Liên đoàn bóng đá châu Phi lần thứ hai năm 1958, Nam Phi chính thức bị loại khỏi liên đoàn. Cùng năm, Liên đoàn bóng đá Nam Phi dành cho người da trắng gia nhập FIFA. Nhưng đến tháng 8 năm 1960, họ nhận được tối hậu thư trong vòng một năm phải cải tổ để phù hợp với tiêu chí không kỳ thị chủng tộc của FIFA. Vào ngày 26 tháng 9 năm 1961, tại hội nghị thường niên của FIFA, Nam Phi bị tước tư cách thành viên. Lệnh cấm được gỡ bỏ vào tháng 1 năm 1963. Hội nghị thường niên của FIFA lần tiếp theo được tổ chức vào tháng 10 năm 1964 tại Tokyo. Lần này có đông đảo hơn các thành viên của châu Á và châu Phi tham dự. Lệnh cấm Nam Phi lại được đưa ra thảo luận và thông qua. Đến năm 1976, sau cuộc nổi dậy ở Soweto, Nam Phi chính thức mất tư cách thành viên của FIFA vì thế giới phản đối chế độ apartheid. Lệnh cấm này kéo dài hơn 20 năm cho đến năm 1991, khi chế độ apartheid dần bị xóa bỏ. Liên đoàn bóng đá đa chủng tộc Nam Phi được thành lập và gia nhập FIFA. Ngày 7 tháng 7 năm 1992, đội tuyển Nam Phi thi đấu lại trận đầu tiên và đánh bại Cameroon với tỷ số 1-0. Từ đó, Nam Phi nhanh chóng chứng tỏ vị thế một đội bóng mạnh của châu lục khi giành quyền tham dự hai vòng chung kết World Cup 1998 và 2002, đoạt chức vô địch châu lục năm 1996 và đặc biệt trở thành quốc gia châu Phi đầu tiên vinh dự đăng cai ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Khi FIFA tuyên bố Nam Phi giành quyền đăng cai vòng chung kết World Cup 2010, hầu hết các trang báo đều chọn hình ảnh Nelson Mandela tươi cười cầm cúp vàng để đánh dấu sự kiện trọng đại World Cup lần đầu được tổ chức tại lục địa đen. Người dân Nam Phi cực kỳ yêu thể thao, giống như lãnh tụ của họ. Thể thao có thể tạo nên hy vọng ở những nơi chỉ còn lại sự tuyệt vọng. Nó mạnh mẽ hơn bất kỳ chính quyền nào trong việc phá bỏ rào cản về chủng tộc. Nó xóa nhòa cả sự bất công, cựu Tổng thống Nelson Mandela từng nói. 9. Sở hữu mũi hảo vọng, thiên đường trên mặt đất. Mũi hảo vọng, mũi đất cuối cùng của Nam Phi, tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa lớn về mặt lịch sử và địa lý, vì đây là điểm tận cùng của châu Phi, là nơi giao hòa giữa hai đại dương là Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương. Địa danh nổi tiếng này nằm ở cực nam của bán đảo Cape Peninsula, khoảng 50 km về phía tây nam của Cape Town. Đây là một phần của vườn quốc gia Table Mountain. Khu vực này nổi tiếng với những vách đá cao dựng đứng, vùng biển rộng lớn và cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp. Đỉnh cao nhất ở đây là Cape Point, có ngọn hải đăng nằm trên đỉnh, mang đến tầm nhìn toàn cảnh ấn tượng ra đại dương. Nơi này được những nhà thám hiểm trìu mến gọi bằng cái tên là mũi thần tiên của trái đất. Mũi hảo vọng được Bartolomeu Dias, một nhà thám hiểm người Bồ Đào Nha, khám phá vào năm 1488. Ban đầu, ông đặt tên là mũi bão tố Cape of Storms do thời tiết khắc nghiệt mà ông gặp phải. Sau đó, vua John II của Bồ Đào Nha đổi tên thành mũi hảo vọng để thể hiện hy vọng mở ra con đường biển mới tới Ấn Độ. Mũi hảo vọng là một phần của vùng thực vật Cape, một trong những khu vực có sự đa dạng sinh học cao nhất trên thế giới. Khu vực này có hơn 1.100 loài thực vật, trong đó nhiều loài là đặc hữu và không thể tìm thấy ở nơi nào khác. Ngoài hệ thực vật phong phú, khu vực này còn là nơi sinh sống của nhiều loài động vật hoang dã như là đà điểu châu Phi, linh dương, hải cẩu và nhiều loài chim biển. 10. Lễ hội ngắm cá voi đặc sắc và hoành tráng. Cứ vào khoảng tháng 8 đến tháng 11 hàng năm, tại thành phố Hermanus,
người ta thấy những chú cá voi khổng lồ Southern Right tuyệt đẹp và quý hiếm kéo nhau di trú về vịnh Walker để bắt đầu mùa sinh sản. Thành phố biển Hermanus nổi tiếng nằm ở phía tây đất nước Nam Phi, cách thủ đô Cape Town khoảng hơn một tiếng đi xe nằm trên đường di trú của loài cá voi khổng lồ Southern Right về vịnh Walker. Chính bởi thế, để kỷ niệm sự kiện này, người dân thành phố đã tổ chức lễ hội ngắm cá voi độc nhất vô nhị trên thế giới. Lễ hội ngắm cá voi được tổ chức vào tháng 9 và kéo dài khoảng 5 ngày. Tuy nhiên trước đó vào tháng 8, người dân tổ chức lễ hội Canfifis, tức là lễ hội cá voi con để chào đón những chú cá voi đầu tiên. Đây là thời điểm tuyệt vời để du khách có thể ngắm những chú cá voi khổng lồ, di chuyển hay nhảy cao khỏi mặt nước rồi đổ mình xuống, tạo bọt tung trắng xóa. Thực tế, người dân Nam Phi muốn thông qua lễ hội này để muốn nâng cao hiểu biết của con người về cuộc sống đại dương và ý thức về việc tôn trọng mẹ tự nhiên. Nhân vật chính là những chú cá voi khổng lồ được mọi người yêu thích. Southern Right là một trong những loài cá voi lớn nhất trên thế giới, với chiều dài từ 11 đến 18 mét và nặng khoảng từ 30 đến 80 tấn. Cá voi Hermanus thường có thân màu xám sẫm và phần đầu rất to, bằng 1/3 cơ thể. Cá voi là loài vật rất hiền lành và thân thiện. Tham dự lễ hội, du khách có thể ngắm cá voi bằng nhiều phương tiện như là tàu, máy bay, hay đơn giản hơn là chỉ ngắm chúng từ bờ biển. Và những vách đá nhô ra biển xung quanh Hermanus cũng là những địa điểm lý tưởng để con người ngắm những người bạn khổng lồ từ đại dương của mình. Nam Phi, với vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, sự đa dạng về văn hóa và bề dày lịch sử phong phú, là một quốc gia đầy sức hút và tiềm năng. Từ những khu bảo tồn thiên nhiên hoang dã, những bãi biển tuyệt đẹp cho đến những di sản lịch sử như cuộc đấu tranh chống nạn phân biệt chủng tộc, Nam Phi luôn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn bè quốc tế. Dù còn đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và xã hội, nhưng với tinh thần kiên cường và ý chí vươn lên, Nam Phi đang từng bước xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Nam Phi, với tất cả những gì mà nó đại diện, luôn xứng đáng là điểm đến không thể bỏ qua trong hành trình khám phá thế giới. Video của ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Đừng quên ấn theo dõi kênh để không bỏ lỡ những video thú vị khác. Xin chào và hẹn gặp lại!